Nghe này. Nướng cả hai con. Đây, con này đem đến để thử đây nhưng mà chưa xong lông hẳn anh em ạ. Cái bóng bộ cũng khá là ok. Ôi con lon. Con nuôi lon. Con chà mào nuôi lon đang đuổi lông của thằng cu nhà mình này, nó lại về luôn. Đấy. Mình xin chào tất cả mọi người, chia sẻ với anh em kia là ông chú ở trong xóm mình. Trước đây có mua con chim kia của mình tầm hơn 1 triệu một tí anh em ạ. Thì chú ấy mới thay chăm được lông mới hoàn thiện. Chắc là 80-90% rồi. Hôm nay đem nhà mình để thử xem nào. Đồng thời thì mình sẽ đem mấy con chim mồi của mình đến để chia sẻ lên cho anh em xem luôn. Nghỉ một tuần nay, gần một tuần nay, hôm nay mới làm clip cho mọi người xem. Mình hy vọng là sẽ có được những video hay để mọi người cùng đam mê xem nha anh em nhé. Cũng lành đấy chứ, đúng không? Ừ, còn cho lên này nè. Đấy, đây lên trên. Đây đây đây. Đây, xuống bỏ luôn con mồi này ra đúng không? Quén quén áo lồng. Quén thế nào rồi? Đấy, cứ bỏ hẳn áo lồng đi. À đây, xa rộng, gọi tốt luôn nữa. Con này là trước là mua của mình là 1 triệu như mới như chú không? 1 triệu 3. Nhưng giờ nó thay lông rồi anh em ạ. Đâu, dụng nào? Đây đây đây. Đấy, đây đây. Rồi bị bậy thế nào? Chưa dùng bao giờ à? Dùng bao giờ ai biết được kì. Rồi sợ con này sắp thay lông. Con này mưa đây à? Vâng, con mưa mặt. Ôi, dưới dưới đây mà. Ok. Rồi rồi. Đây đây, đây. Đấy, để con gần nè. Ôi giời ơi, cầm tung. Chưa dùng bao giờ, nó khác. Cho ra khỏi lãi ấy. À, có thái độ luôn này anh em này. À, được rồi, ok rồi. Quay đây chứ. Đây, xong đây đi vào thử xem mấy con bổi của. Còn lông đuôi nữa kìa, đúng không? Mới còn lông đuôi à? Mới còn lông đuôi. À, chưa xong. Lưng cũng cúc cầu đẹp phết đấy. Đây mình cho hai con mồi để thử. Nó có thái độ nhưng mà chưa căng đâu chú nào cả. Để chăm thêm. Để một lúc em này. Đây là mơ mồi của mình này. Mơ mặt. Cũng chuẩn bị đổi lông rồi anh em ạ. Cái bóng bộ cũng khá là ok. Ôi con lon. Con nuôi lon. Con chà mào nuôi lon đang đổi lông của thằng cu nhà mình này. Nó lại về luôn. Đấy. Bóng bộ khá đẹp. Đứng đấy này khéo bị con kia nó lại rỉa cho nè. Nó không sợ nha anh em nhá. À cũng có thái độ rồi này. Ai lên quanh. Còn mưa mười của mình đây anh em này. Cũng khá lâu rồi. Hôm nay mình mới lại cho em nó lên hình trở lại. Vì con này thực tế lần trước mình cũng định ghép đẻ nhưng mà thấy nó chơi đẹp quá lại tiếc anh em ạ. Mùi mơ đang ché. Đó, nhiều anh em hỏi hai con mơ mùi của mình thì hôm nay cũng lâu lâu rồi mới cho lên em sóng trở lại anh em ạ. Con du lịch đang thái độ lại rồi này. Đây chủ yếu năm nay là thử cho ông chú của mình đến để thử con mua con chim này anh em ạ. Nó mới xong lông.
mỗi hai con mồi này đấu với nhau là hợp cả đấy. Con chú Lực này đấu nó thích đấu con mơ này kìa. Nó ít hót, nó chưa dám hót nhiều. Nó đang chưa xong lông cái này làm sao nó hót nhiều. Làm gì, tầm tháng 20 ngày nữa thôi. Nó không sợ đâu. Chăm cũng rất là tốt. Con nào chế đây? Ôi giời, không biết con nào. Con mơ là chế đúng không? Hai con. Đúng cả hai con. À, nó con non này nó lên này, nó về này. Nên mới con mồi nó cuồng lên anh em ạ. Con này đang đuổi lông. Chim lon đâm rất ngáo ngơ anh em ạ. Cũng không sợ đâu nhờ. Đấy, búng cánh lại đấy. Dễ nhảy lùng. À, mồi này giờ là vẫn là đạt là ổn định lửa nhất này. Ai nhỉ? Ui, ra. Dãy hết lông. Ui. Ừ, anh em thấy con non này cũng khá là hổ báo đấy anh em ạ. Một đàn chim chào mào non ở trên đầu mình luôn. Không thấy đâu. Đây là chỗ này này. Đây đây, mấy con chim non nó ngay trên đầu mình này anh em này. Hai ba con này. Cho nên là nhiều lúc chim nhà mới này, mấy con lon của nhà mình thả ra nó hay cứ lẫn vào đây này mọi người này. Bạch lem ché này anh em này. Chính vì cái con này nó có thái độ khá tốt cho nên là mình lại để chơi nên chưa ghép đẻ con này anh em ạ. Mình có một con nó cũng tương tự con này nữa. Rất hàng luôn anh em. Ui trẻ đấy. Đấu mới mưa mồi. Anh em thấy nó hăng à? Thank you.
chim nó về nó ăn chuối ngay đây này. Đây mọi người này, chim thì mình vẫn đang rượt ở đây mà chim ở ngoài trời nó về nó ăn này. Toàn chim non, chim má trắng này. Đấy mọi người thấy vui không? Cả khuyên cũng rất nhiều. Mình chỉ cần ngồi cách lên bàn uống nước của mình cái là nó phi xuống thôi. Đấy, có nhiều chim má trắng nó ra như này cũng là vui rồi mọi người ạ. Cả khuyên rất nhiều. Ở trên nó vẫn còn đang xuống nữa này anh em nhé. Đấy, mình mới ngồi nhổm lên đây một tí thôi. Mà nó đã xuống hàng mười mấy con đây rồi. Đấy. Cả chim non nữa anh em ạ. Úi, đang xuống kìa. Đấy, đấy. Ở trên nữa em mọi người ạ. Có cả má trắng, có cả chim non. Nhưng mà thập cẩm anh em ạ. Úi, con mồi của mình vẫn ché, con bạch lem cũng vẫn ché. Mình để đây nó khoảng độ tiếng là mình cho ra anh em ạ. Đây là cả một trong những cách mình cũng hay tập dượt cho những chú chim của mình. Đấy, vẫn ché kìa anh em kìa. Đấy. Rất là hăng luôn. Ui, chim nó đang xuống ăn rất nhiều anh em ạ. Nhiều lúc rượt chim này cũng khá là vui mọi người ạ. Cũng đấu này. Con non đấu này anh em này. Ché rất nhiều. Nào con non dám bấu vào không? Anh em ở liệu dám nhảy không? Mình đoán là chưa dám nhảy đâu. Vẫn sợ. Nếu mà để bên có cái viên miếng chuối này thì nó nhảy này anh em ơi. Ôi ôi bạch nem. Ôi bạch nem của mình. Đằng sau lưng mình có một đàn chim non nữa anh em. Đấy, như vậy anh em ạ, thì sau khoảng một tiếng, tầm tiếng 15 phút anh em mọi người ạ, thì mình đem một chú chim mồi với lại con bạch lem của mình ra thử với con chim của người chú trong xóm mình. Thì mấy chú chim này bây giờ thể hiện cũng vẫn khá là tốt anh em ạ. Tuy nhiên là hôm sau mình sẽ rượt thêm, bởi vì là nó mới xong lông nên mình cũng chỉ rượt theo một cách nó vừa phải thôi mọi người ạ. Rồi mình xin tạm dừng clip vào đây. Hẹn mọi người những clip sau. Con chim non này bắt đầu về đây anh em này. Đây tự nó cũng kiếm được thức ăn này này. Đấy. Bay đi. Lẫn mấy lại đàn chim vừa xuống ăn chuối đây anh em ạ. Đấy. Nhưng mà con này thì nó quen ở nhà mình rồi, nó biết đường về. Đây còn mơ mặt mồi đây. Đấy, coi như là buổi hôm nay rượt chim như vậy cũng là khá là vui rồi mọi người nhé. Thì mình cũng xin tạm dừng clip ở đây và hẹn mọi người lên những clip sau.